Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư Đăng, Ly, -9145. Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 Để lại với cà phê sáng ngày hôm nay à, thì hôm thứ hai vừa qua phái đoàn chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống donald trump cùng ông à, trump à, đã tới thăm nghĩa trang quốc gia arlington à, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà ngày hôm nay đó thì báo chí đăng lên nhiều cái câu chuyện mà mỗi bên đều nói ra một cái hướng khác nhau À, dùng cái chữ gọi là xô so sát thì cũng đúng mà dùng cái chữ là à, đã có những cái hành động gọi là xô so đẩy nhau trong cái khu vực đó cũng có xảy ra nữa lý do tại sao à, thưa quý vị trong chuyến đi à, tranh cử của mình đó thì à, cựu tổng thống donald trump có ngừng lại ở nghĩa trang quốc gia Arlington và đặt vòng hoa tưởng niệm những người đã hy sinh vì lý tưởng tự do, những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến ở Iraq, ở Afghanistan, ở Việt Nam, à, những những người đã hy sinh nói chung là như vậy. Thì khi mà tới cái khu vực có cái tên gọi là khu 60. Khu 60 là cái khu mà đặt những cái uh, mộ phần của những người đã hy sinh trong cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Trong cái khu vực khu 60 này nó có một cái điều lệ quy định bắt buộc là không được chụp hình và quay phim với bất kỳ một cái à, lý do gì, thí dụ như là à, chiến dịch tranh cử cũng quay phim, một nhà sản xuất phim ảnh tới quay phim, hay là một người viết truyện tới chụp ảnh để bỏ vào, bỏ và cuốn sách của mình vân vân, thì bất cứ lý do gì thì không được chụp hình và quay phim ở trong khu vực khu 60 rất là đặc biệt này. Thế thì khi uh, cậu, tổng thống Donald Trump cùng với lại thân nhân của 13 người đã hy sinh trong cái cuộc rút quân ra khỏi Afghanistan 3 năm về trước đó thì ông 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 mời 13 người đó uh, 13 người thân nhân đó tới cùng với ông để thăm lại những người mộ của những người đã hy sinh thì có một phóng viên đi theo chiến dịch tranh cử của ông Trump đưa máy hình lên thì ngay lúc đó thì có một nhân viên làm việc ở nghĩa trang họ đưa tay họ chặn lại liền họ nói là khu vực này không được quay phim và chụp hình với bất kỳ lý do nào bất kỳ ai chỉ có nhân viên của nghĩa trang thì mới được quay phim và chụp hình mà thôi thì thưa quý vị à, cái câu chuyện đó được kể lại đó mà hai phía đều kể khác nhau thì cái nhân viên của uh, theo như người đại diện bên phía chiến dịch tranh cử của tổng thống donald trump ông Steve chung cho biết rằng là khi người uh, đưa tay lên để chặn cái người chụp hình thì đúng là cái người đó có biểu hiện về tâm thần tại sao lại chặn một cái phái đoàn chiến dịch tranh cử của tổng thống donald trump tới là viếng thăm nghĩa trang rồi đưa tay lên là không cho chụp hình đúng là người đó có tâm thần à trong khi đó thì nhân viên ở Nghĩa Trang thì kể lại sau khi mà chặn lại không chụp hình và quay phim thì cái người đó, một trong những cái người mà đứng gần đó đã lại và xô cái cái người mà nhân viên Nghĩa Trang ra. xô à, cái người nhân viên Nghĩa Trang ra rồi hai bên có lời qua tiếng lại. Theo như lời kể từ phía của cựu Tổng thống Donald Trump thì không có xô xát gì xảy ra hết. À, chỉ là hiểu lầm mà thôi. À, chúng tôi sẽ đưa ra những video cho thấy rằng là không có gì lớn lao xảy ra ở ngay cái chỗ đó lúc bây giờ hết nhưng mà cho tới bây giờ thì họ không có không có video để đưa ra chỉ nói thôi còn bên phía nghĩa trang thì họ nói rằng là họ có đầy đủ hết những hình ảnh những video cho thấy cái việc này nó có xảy ra à, khi là một người đưa tay lên để chặn cái việc chụp hình và quay phim lại thì đã bị xô ra một bên và bước tới thêm một vài bước nữa đó à, thì uh, tới giờ phút này thì nghĩa trang Arlington những người mà uh, giám đốc ở đó đó cho biết rằng là không có uh, truy tố hay là đưa đơn kiện gì hết uh, họ chỉ muốn cái việc này nó êm thắm xảy ra thôi không có chuyện gì xảy ra đó, nhưng mà họ cũng lưu ý rằng là nên cẩn thận khi mà chúng ta bước vào một cái nơi nào đó và họ có những cái quy định của họ như vậy thì chúng ta nên làm theo những cái quy định đó chứ đừng có mà Uh, kiểu là ý mình là đi theo cựu Tổng thống Donald Trump xong rồi xô người ta qua một bên như vậy Để vì họ nói là họ có bằng chứng họ có phim, họ có những cái hình những cái phim mà họ cho thấy rằng là camera giám sát cho thấy rằng là có cái vụ mà xô người ta qua một bên rồi rồi bước tới như vậy nữa Đó, cho nên cái vụ này đó, nó đang là gọi là ồn ào lên là tại vì một bên thì nói khác và một bên thì nói khác nhưng mà phía quân đội uh, mà Uh, cai quản cái việc mà uh, nghĩa trang đó thì họ cho biết rằng là họ không có uh, làm lớn cái vụ này à, cứ mỗi lần mà đến cái cái kỳ mà tranh cử ừ. thì bất kỳ thông tin nào về hai phía của bên cộng hòa với dân chủ người ta cũng đều sẽ lôi ra để mà uh, nó cũng là một trong những cái phần trong chiến dịch tranh cử đúng không anh ừ. Thành ra thôi thì uh, những cái ứng cử viên nào mà đang đang uh, đang tranh cử thì chúng ta cũng cẩn thận chút xíu <laughs> để mà vấn đề nó được trót lọt thưa quý vị uh, rất là nhiều những cái bệnh trong uh, thời gian qua nó tự nhiên nó 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 xuất hiện ở trên thế giới như chúng ta đã biết thì covid 19 là một trong những cái bệnh mới năm 2020 cho đến năm 2022 nó làm điên đảo cả thế giới và quá khứ cũng có nhiều cái căn bệnh nó 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 xuất hiện nhưng mà nó chỉ là những cái ca nhỏ thôi và người ta phát hiện nó chỉ là những ca nhỏ giống như là đậu mùa khỉ chẳng hạn uh, và có một vài cái ca bệnh nó cũng liên quan đến cái con mũi khi mà con mũi nó chích và nó lây truyền những cái con virus từ những cái loài động vật qua cho con người và những cái ca đó là những cái ca nhỏ nhưng có thể trong thời gian tới hoặc là những cái thời gian trong tương lai có thể sẽ là những cái căn bệnh nó sẽ là đi theo dịch giống như là Covid-19 hoặc là dịch cúm mà chúng ta đã từng chứng kiến trong quá khứ dịch hạch chẳng hạn. Ở một người đàn ông, quý vị thấy ở trên màn ảnh đó là một cái anh năm nay 41 tuổi. Một người đàn ông cao to, khỏe mạnh mà anh này mới vừa bị tử vong vì bị nhiễm một cái con virus thưa quý vị virus này theo như cdc người ta nói là virus triple e có nghĩa là ba cái chữ y e thưa quý vị ba chữ e đó à, và khi mà anh bị anh bị con mũi đốt anh không hề biết là anh bị nhiễm cái virus đó à, cái người đàn ông này đang sống ở new hampshire và sau khi mà mắc bệnh viêm não ngựa miền đông thì đây là một trong những cái căn bệnh mà người ta nói rằng là virus hiếm gặp lây truyền qua cái đường là bị con mũi nó chích à, người đàn ông này được gia đình xác định tên là Steven Perry à, có kết quả xét nghiệm dương tính với loại virus được gọi là Triple Y e. anh nhập viện với cái bệnh lý hệ thần kinh trung ương bị tổn hại nghiêm trọng và theo sở y tế và dịch vụ nhân sinh ở tiểu bang New Hampshire thưa quý vị thì người ta cho biết rằng à, anh này là cư dân của Hampstead là một cái thị trấn ở phía nam của New Hampshire cách Boston khoảng là 45 dặm về phía bắc ở gia đình anh nói với cái tạp chí ABC rằng á, anh anh khỏe mạnh lắm từ xưa giờ anh rất là ít bệnh là hầu như là không có bị một cái bệnh gì cả ngay cả covid 19 á, nó ừ. xuất hiện ở trên thế giới này mà anh cũng chưa một lần nào bị nhiễm covid 19 và tuy nhiên thì thưa quý vị anh Barry này tự nhiên anh bị phát bệnh lên và tiến triển nhanh chóng anh nhập viện vào ngày 12 tháng 8 vừa qua và à, qua đời một tuần sau đó tại bệnh viện đa khoa ở Massachusetts vào ngày 19 tháng 8 năm 2024 À, trước đó thì anh Barry này có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh là viêm não ngựa miền đông và đây là một trong những cái căn bệnh vô cùng hiếm gặp. À, nó chỉ lây qua cái vết cắn từ mũi nó chích rồi qua con người và nó lây rồi con virus đó qua thì mình bị nhiễm bệnh và mình bị mắc cái bệnh này. Và đây là cái trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm não ngựa miền đông ở người tại à, tiểu bang New Hampshire trong vòng 10 năm qua. Cái trường hợp mà bị nhiễm uh, triple Y e này ở người cuối cùng được báo cáo là tại tiểu bang này là vào năm 2014, tức là 10 năm trước. Khi chính quyền ở tại tiểu bang này người ta xác định là có 3 trường hợp, bao gồm là hai trường hợp đã tử vong vì cái bệnh mà viêm não ngựa miền Đông này. Những cái trường hợp mà mắc bệnh uh, triple Y e này cũng đã được báo cáo tại rất là nhiều tiểu bang. Uh, ví dụ như là ở Massachusetts nè, ở Vermont, ở Wisconsin và ở New Jersey. Cho đến ngày hôm nay thì uh, trong năm 2024 đó ít nhất là người ta xác định là có 5 trường hợp các bệnh nhân bị mắc bệnh viêm não ngựa miền Đông ở người và được xác nhận tại Hoa Kỳ. Và cả 5 trường hợp này đều là dạng bệnh nghiêm trọng hơn. Tại Hoa Kỳ hàng năm thì trong năm 2019, theo báo cáo của CDC đó, thì có 38 ca bị nhiễm cao nhất trong vòng một thập kỷ qua. Và hầu hết những người mà bị nhiễm cái triple E này thưa quý vị đều không phát triển các triệu chứng rõ ràng để mà cho chúng ta có thể nhìn thấy được. Nhưng mà khi mà đã bị nhiễm bệnh rồi 10 ngày sau đó thì tự nhiên là cơ thể chúng ta sẽ cảm giác là bị sốt, bị ớn lạnh, rồi đau nhức cơ thể, đau khớp, sưng não và tủy sống nghiêm trọng, thay đổi những cái hành vi sinh hoạt bình thường, nôn mửa, co giật và gây đến hôn mê. Và theo tổ chức CDC ở Hoa Kỳ người ta nói rằng là khoảng 30% số người bị nhiễm cái virus triple E này sẽ tử vong. Tuy nhiên thì nhiều người vẫn còn vẫn có nhiều người người ta sống sót sau khi mà bị nhiễm nhưng ừ các vấn đề về thể chất và tinh thần nếu kéo dài về thần kinh đó, nó sẽ bị một kéo dài một thời gian rất là dài gọi là bị ảnh hưởng sau khi mà bị nhiễm virus này thành ra bây giờ người ta nói là chúng ta mà ở cái nơi nào mà có nhiều mũi thì tránh đi ra đi vào bằng ban đêm lọ bụi cây nào mà có ẩm có nước này nọ đó, thì nên cẩn thận để mà chúng ta có thể là chúng ta phòng ngừa mũi nó chích chúng ta sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay